Cải tạo bức tường gạch ngoài trời xuống cấp bằng thanh đa năng gỗ nhựa mang lại kết quả như thế nào? Hãy cùng Kim Hoa theo dõi hết video này nhé! Vì muốn có một vật liệu làm bảng hiệu có thể chịu được nắng mưa ngoài trời và sử dụng được lâu dài, nên chủ xưởng đã quyết định chọn cho mình thanh đa năng gỗ nhựa ngoài trời này để làm vật liệu chính cho công trình ngày hôm nay. Cách thi công cũng không quá phức tạp đâu nha các anh chị. Bức tường ngày hôm nay khá là gồ ghề, không bằng phẳng, nên là các anh chị thi công dùm Kim Hoa một hệ khung xương nha. Cái hệ khung xương này còn giúp cho công trình của mình được cứng cáp và bền theo thời gian nữa. Khung xương các anh thợ chọn cho công trình này là khung xương kép. Vì ngoài thanh đà bằng sắt mạ kẽm đảm bảo độ chắc chắn, phải có thêm thanh đà gỗ nhựa bên dưới để bắt đinh từ tấm ốp tường cho hiệu quả hơn. Đây là thanh đa năng dài 2m2, mình phải nối thêm một thanh đa năng nữa để đảm bảo che phủ hết được kính bề mặt của bức tường trên cao nha các anh chị. Bước tiếp theo là ta phải bôi keo lên tấm ốp trước, rồi anh chị tiến hành ốp tấm ốp này lên khung xương nha. Lưu ý là hãy bôi phần tiếp xúc giữa thanh đa năng với khung xương để vừa hiệu quả và vừa tiết kiệm được vật tư nha các anh chị. Bôi xong thì mình ốp vào sao cho khớp và khít là được rồi. Rồi mình dùng súng bắn đinh để cố định tấm ốp. Mách cho các anh chị một mẹo nhỏ nha. Khi bắn đinh thì các anh chị hãy bắn vào rãnh khe của tấm ốp để đảm bảo không bị lộ vết bắn luôn nha các anh chị. Đối với trường hợp thi công phải nối tấm ốp như thế này thì các anh chị lắp tấm dài ở phía trên xong, hàng tiếp theo tấm dài thì ta lắp ở phía dưới. Cứ như thế là xen kẽ với nhau để đảm bảo tính thẩm mỹ của công trình mà còn giúp chịu lực tốt hơn nữa. Cứ như thế mình ốp đến khi che xong diện tích mặt tường nha các anh chị. Tới công đoạn cuối cùng là đi nẹp viền. Hôm nay thì các anh thợ dùng thanh đa năng khác, nhỏ hơn, màu gỗ sáng được cắt góc 45 độ để thay cho nẹp V, che đi phần mặt cắt nhỏ của công trình. Tiến hành bôi keo rồi bắn đinh là đã xong rồi nè. Vừa tinh tế lại có thể làm nổi bật được bề mặt của bảng hiệu nữa. Như vậy là công trình hôm nay đã hoàn thành. Cảm ơn các anh chị đã xem hết video. Tôi là Kim Hoa đến từ Cosmos Việt Nam.